David sẽ phân tích cùng với mọi người về cái quy trình để chúng ta đầu tư FX. Thực tế rằng là lúc này chúng ta có rất nhiều các cái mô hình đầu tư, đặc biệt là FX đang lên ngôi, đúng không? Thị trường coin cũng là một trong những thị trường rất là thú vị, khiến cho nó cuốn hút rất nhiều các bạn trẻ và rất nhiều những cái thành viên tham gia. Thị trường của chúng ta là gồm những cái người mà có cái dân tỷ lệ dân số trẻ, cho nên là chúng ta am hiểu công nghệ. Hiện tại là máy smartphone cũng rất là dễ để chúng ta tìm hiểu. Vốn xuất phát điểm thì từ 100 đô, 500 đô thì không kể, đúng không ạ? Sau đó 5.000 đô, 10.000 đô và 100.000 đô. Các cái tỷ lệ làm các ngành nghề khác khiến cho đất nước càng ngày càng phát triển, khiến cho chúng ta khi có tài chính rồi chúng ta lại nghiên cứu và nghĩ ngay đến đầu tư. Do vậy đầu tư nó luôn luôn là một cái kênh rất là hot, đúng không ạ? Chúng ta phải biết qua các phân tích kỹ thuật, các cái phân tích về thị trường, cũng như là tìm cho mình những cái người thầy tốt, tìm cho mình những cái nơi để bấu víu về các cái kênh thông tin, đúng không? Các cái môn để xử lý các thông tin là yếu tố quan trọng để chúng ta có thể biết được các cái quy trình. Các cái trang web để chúng ta đầu tư, đúng không? Và các cái trang web để chúng ta theo dõi các cái bài học. Việc học là việc của mỗi ngày thì chúng ta sẽ khá lên. Cái việc phân tích thị trường, việc phân tích kỹ thuật đưa ra cho chúng ta khá là nhiều các cái cách để kẻ vẽ sóng. Mỗi một phân tích kỹ thuật nó sẽ có những cái trường phái khác nhau. Có người thì thích Ichimoku, có người thì thích Bollinger Band, có người thì thích mức cản, trendline, sóng Elliott rất là nhiều. Bể học là bể rất là rộng, đúng không ạ? Tuy nhiên mỗi người chỉ cần một phương pháp thôi. Tất cả những cái đấy thì giúp cho mình có một phương pháp nó phù hợp với tính cách của mình và nó phù hợp với lại cái quan điểm của mình. Đặc biệt nữa là nó phù hợp với số vốn của mình. Tôi vẫn thường hướng dẫn cho học trò của mình là về các vùng lừa và cây dẫn hướng và các nến mẹ và price action cũng như là Ichimoku, Bollinger Band để tổng hợp ra một phương pháp đánh. Có thể có rất nhiều người đánh hiệu quả ở tháng này nhưng tháng sau lại không hiệu quả. Vấn đề là chúng ta đi được dài hạn và cái câu cửa miệng của chúng ta đó là phải còn tiền khi thị trường có cơ hội. Trong trường hợp chúng ta sai phải cắt đi, đúng không ạ? Đó là những cái mà tư duy để chúng ta tham gia. Và một phút dành cho quảng cáo là chúng ta có thể vào ông già đầu tư Nguyễn Quang Học ở Facebook để chúng ta đăng ký và theo dõi các cái link mà David PR dưới đây. Kênh đầu tư và thế giới đầu tư, đúng không ạ? Làm thế nào để mua oil rồi tất cả mọi cái kênh để chúng ta theo dõi thì chúng ta vào để chúng ta ấn subscribe. Chúng ta theo dõi các video sớm nhất và mới nhất. Đầu tư nó không phải là một cái gì đó mang tính chất là bác học. Chúng ta hãy thật suy nghĩ đơn giản đi thôi. Thứ hai, đầu tư nó cũng không phải là cái gì đó là quá kỳ bí. Ví dụ như là giá Ether lúc này thì là cả làng đã nhìn thấy, đúng không ạ? Chúng ta chọn mua hay là chúng ta chọn bán là quyền của chúng ta. Vấn đề là chúng ta đưa ra những cái tư duy đơn giản để chúng ta biết mua ở vùng nào, bán ở vùng nào, đi theo những con sóng, đi theo những cái số đông thì chúng ta sẽ tốt hơn. Ai cũng nhìn được giá như thế này, ai cũng nhìn được mốc như này. Đặc biệt là các tin tức thì ai cũng có thể đọc được. Chúng ta có thể vào VN World Sheets, đúng không, để đọc, phải tìm hiểu. Buổi sáng ngày hôm nay lúc 8:32 là mở cửa chỉ số chứng khoán đầu tư nghiên cứu bảo hiểm rủi ro IF 2006 báo cáo là 3.764, tăng 0.79. Đó là thị trường, các cái thông tin về kinh tế giảm sút, tuy nhiên là chứng khoán vẫn tăng điểm nhé. Chứng tỏ lực bơm tiền và cái sự lạc quan trong đầu tư rất là tốt. Người ta PR những cái năm khủng hoảng gần đây thì được hỗ trợ bởi các cái hệ thống internet cũng như là các smartphone cũng như là các cái trí tuệ nhân tạo đã đưa ra rất nhiều nhà đầu tư là nhỏ lẻ, họ lạc quan và họ tin tưởng, họ bơm thổi, họ thổi phồng, thậm chí là họ lăng xê cho những cái sự lạc quan. Mặc dù là thị trường đang rất kém nhưng sự lạc quan và lăng xê bắt đáy khiến cho giá vẫn cứ lên và đặc biệt là cái tỷ lệ mở tài khoản chứng khoán, mở tài khoản Forex và mở tài khoản đầu tư tăng lên như vũ bão. Đó chính là một cái quan điểm mang tính chất đám đông và đi theo xu hướng là tràn. Vậy thì chúng ta mới biết rằng là các cái tin tức là chúng ta bám vào, đúng không ạ? Các chỉ số chứng khoán Philippines mở cửa thị trường chứng khoán. Có rất nhiều các sàn giao dịch được mở ra, các cái ông chủ, các cái chủ sàn đã mở ra, đúng không? Khiến cho chúng ta có những cái cơ hội rất là tốt. Chúng ta cũng có rất nhiều các thông tin về thông tin giá dầu rồi các cái thông tin về thị trường khiến cho chúng ta tìm hiểu được rất là nhiều, đúng không ạ?
mục calendar các cái chi tiết của ngày đúng không ạ? Tại thị trường Mỹ, tỷ lệ thất nghiệp, các tỷ lệ ra sao, các ngày hôm nay như thế nào chúng ta cần phải nắm, đúng không ạ? 17 tháng 4 năm 2020, 3 giờ 30 sáng, đúng không ạ? 9 giờ sáng, hôm nay chúng ta đang chờ, đã mở cửa với cái tỷ lệ bò và gấu khiến cho đồng đô la Mỹ tăng lên hay giảm xuống, chúng ta phải theo dõi ở đây. Các cái chỉ số quan trọng, chúng ta đánh giá các 3 sao là các mức độ rất là quan trọng. Số của Trung Quốc quyết định cái tình hình ảnh hưởng của giá dầu hay là giá vàng, thế là chúng ta phải xem xét. Các cái gợi ý, các cái thông tin, các cái vấn đề về PR marketing đúng không? Để có thể quảng cáo ở trên này chúng ta nhìn thấy. Thứ hai nữa là các cái mô hình để chúng ta theo dõi đúng không? Quỹ gold mua vàng đúng không? Bán ra và họ theo dõi để chúng ta nhìn thấy, để nếu mà chúng ta theo dõi được các cái giá vàng phân tích ở cái trang web này rất là hay, và chúng ta có thể theo dõi rất là chi tiết ở trên đó. Những nhà đầu tư cần phải có cái thông tin. Ngoài ra với Bitcoin chúng ta cũng có thể vào các bạn phân tích và dịch các cái tweet cũng như là dịch tất cả những cái thông tin thì chúng ta theo dõi, đúng không? Ngày hôm nay ngày 17 chúng ta chờ những cái tin tức gấu với bò của Bitcoin, thì trong cái video trước thì tôi đã phân tích. Thế thì khi mà chúng ta hiểu được cái điều này rồi thì chúng ta chọn cho mình những cái mô hình đầu tư, đúng không? Và hôm nay thì David tập trung vào cái màn hình của MT4. Chúng ta có thể theo dõi các cái con sóng, các cái cách để chúng ta kẻ vẽ của thị trường với cặp EZ, đúng không? UZ. Chúng ta sẽ nhìn thấy các cây nến dẫn hướng, các cây nến để thoát ra khỏi cái vùng lừa của thị trường. Tôi quan niệm là thị trường là một cái vùng lừa đảo rất là cao. Bởi vì sao ạ? Nói ở cách khác là lừa, đây là lừa cho những cái tâm lý của nhà đầu tư, khiến cho chúng ta thấy được cái cách để mà chúng ta tư duy sao cho hợp lý nhất. Một con sóng được coi như là đi ngang hay là đi xuống, đúng không ạ? Tất cả mọi cái là chúng ta có thể biết được là thị trường xu hướng phá vỡ hay là bị đồn thổi. Ví dụ những cái lúc này là thị trường đang đi xuống, đúng không ạ? Thị trường đang đi xuống, tuy nhiên là gì ạ? Vẫn có cái lúc bật lên, đúng không ạ? Phá vỡ tất cả mọi cái cấu trúc của thị trường đi xuống, khiến cho cái bảng Anh này bị phun lên, đúng không ạ? Ở trong cái D1 này, đúng không ạ? Nó lại sập xuống và lại đi theo một cái xu hướng. Như vậy nó sẽ giết hết tất cả những cái tài khoản nếu trong trường hợp đang ở cái trạng thái canh bán. Tuy nhiên các tài khoản nhỏ sẽ giúp cho chúng ta có được cái tỷ lệ tốt hơn khi mà chốt lời sớm. Vậy trong ngắn hạn M30 chúng ta cũng đang theo dõi, đây là một cái xu hướng đi lên nhưng mà nó phá vỡ trong ngắn hạn là một cái xu hướng đi xuống. Vậy chúng ta nhìn thấy được các mức cản tạm thời của giá, đúng không ạ? Đây là một cái ngắn hạn trong cái việc đi xuống, thì chúng ta nhìn được cái trend line để chúng ta có thể theo dõi được là giá phá cản hay là chưa phá cản, và chúng ta đặt các lệnh mua như thế nào, đúng không ạ? Ví dụ trong ngắn hạn hay trong dài hạn như thế nào, đúng không ạ? Tôi nhìn thấy được ở đây là gì ạ? Một cái mốc phá cản của các con sóng trong euro. Vậy chúng ta sẽ tìm hiểu để làm sao chúng ta nhìn thấy được các cái mô hình giá, các tài khoản chúng ta đặt ở tỷ lệ mua hay lớn hay là gì ạ, tài khoản lãi hay tài khoản lỗ ra sao, đúng không ạ? Nạp rút tiền như thế nào, đúng không ạ? Tổng tài khoản nộp tiền, rút tiền ra sao, chúng phải vận hành cách nhịp nhàng. Thứ hai nữa là chúng ta phải biết được cái mức lãi và mức lỗ của chúng ta ra sao, các tài khoản vận hành cái quỹ như thế nào. Đối với lại GFX bên chúng tôi thì chúng tôi cũng đưa ra các cái mốc chúng ta phân tích vào buổi sáng để các bạn biết được và đưa ra các điểm tín hiệu tốt để vào lệnh. Ví dụ như là gì ạ? Hôm nay chúng tôi sẽ cho mua USD chẳng hạn, đúng không ạ? Vậy thì vì sao chúng ta mua được USD? Chúng ta phải có một cái phương pháp để quan sát, để phân tích. Vì khi mà phá cản hay là gì ạ, nhìn các khung thời gian, chúng ta phải cài đặt tất cả những cái yếu tố về khung và khung thời gian, đúng không ạ? Chúng ta xem, đúng không ạ? Còn 10 phút nữa để chúng ta kết thúc cái nến này, xem nó có xác nhận được cái đỉnh hay không. Vậy chúng ta nhìn cái mô hình test giá để chúng ta phá breakout hay là chúng ta đánh theo nến mẹ hay Ichimoku để chúng ta xem được con Euro USD đang có một cái nến mẹ đang rất là mạnh, đúng không ạ? Vậy thì khi mà chúng ta mua thì là chúng ta mua như thế nào, đúng không ạ? Chúng ta đặt lệnh để chúng ta mua nó ra sao, để nếu trong trường hợp test trend hay là phá cản thì chúng ta sẽ có cái điểm mua tốt nhất. Vậy trong M30 chúng ta xem đây là cái nến để chúng ta có thể mua được Euro lúc này. Vậy chúng ta theo dõi cái vùng của Euro. Lúc này đây Euro đang test ở một cái mốc mà chúng ta nhìn thấy.
để đưa ra các cái cách để đánh, đúng không? Ok, trong ngắn hạn, trong vòng M30 hay M15, chúng ta nhìn thấy được cả một những cái mốc cản của giá, đúng không? Mốc cản của giá sau khi đi test lại. Cái mốc giá này khiến cho chúng ta nhìn thấy cái đường. Vậy thì chúng ta sẽ có cái cách để chúng ta mua euro khi mà chạm cản, chúng ta buộc phải vẽ cái đường trendline rất là chuẩn chuẩn xác. Trong ngắn hạn là chúng ta cũng nhìn thấy các cái mô hình của giá đối với lại đường giá. Chúng ta xem trong H1. Đường H1 đúng không? Đường này chúng ta vẫn nhìn thấy là chưa phá cản trong H1 của đường đồng Kara Japanese, khiến cho chúng ta sẽ phải vẽ được ở các cái khung ngắn hơn, hay là thậm chí là M5 để chúng ta biết được các mức cản của nó, M30 và H1 đúng không? Đây là các cái mốc test. Thế trong trường hợp mà chúng ta nhìn thấy các mức cản mà nó đập lên đập xuống thì có thể chúng ta đưa ra các giải pháp để chúng ta có thể giao dịch một cách an toàn nhất. Thì hôm nay thì David đưa ra các cái quy trình để chúng ta xem xét, ví dụ GU ở trong H1 đúng không ạ, hoặc trong M30. Tôi xem này nó đã có điểm vào hay chưa, hai hai đường ba đường đúng không ạ. Hôm nay chúng ta sẽ cho được các cái kênh mua của GU, và GU nó sẽ đang báo giá đối với lại một cái xu hướng swing đi lên, nó sẽ test cản ở các cái mốc. Vậy nến mẹ của cái con GU này nó sẽ khiến cho chúng ta có được cái tỷ lệ lên rất là mạnh, vì chúng ta sẽ có được các điểm vào sớm để chúng ta hiểu được các cái quy trình của các con sóng. Chúng ta buộc phải vẽ các mức cản, đúng không ạ? Sau đó chúng ta hiểu được các cái quy trình của các con sóng, chúng ta kéo ra, chúng ta nhìn thấy được các cái mốc, khung thời gian cũng như là các cái cách để chúng ta vận hành, khiến cho bạn anh hay là tất cả các cặp khác chúng ta nhìn thấy nó vào một cách chắc chắn để chúng ta có được cái tỷ lệ lãi. Vấn đề phân tích kỹ thuật và vấn đề phân tích cơ bản đó là các tin tức thì chúng ta buộc phải xem xét để chúng ta vào lệnh một cách chuẩn xác nhất, nhưng yếu tố quan trọng nhất đó là phân tích các cái tâm lý của chúng ta. Tâm lý của chúng ta thì nó lại phụ thuộc hoàn toàn vào số tiền trong tài khoản. Ví dụ chúng ta vận hành một tài khoản khoảng độ 100 ngàn, chúng ta sẽ đi lệnh theo kiểu khác, một lót, bốn lót, hai lót, ba lót. Chúng ta vận hành một cái tài khoản 500 đô, 1.000 đô, chúng ta lại vận hành theo kiểu khác, đúng không ạ? Do đó là gì? Các yếu tố phân tích kỹ thuật thì hoàn toàn dựa trên cái tính kiên trì cũng như là kinh nghiệm. Nên những người giao dịch 3 năm, 10 năm, 1 năm nó khác nhau hoàn toàn. Cái người vận hành một tài khoản lớn nó sẽ khác với người vận hành một tài khoản nhỏ, khiến cho chúng ta có được cái tỷ lệ chiến thắng cách cao hay là thấp thì nó hoàn toàn phụ thuộc vào cái tỷ lệ phân tích rồi biến động thông tin. Ví dụ tại Facebook đúng không ạ, khi mà tôi phân tích được một số các cái tin tức, ví dụ như là G7 thống nhất lập trường về WHO, giá vàng đang lên thì hy vọng là giá dầu sẽ lên, ví dụ như vậy. Rồi thị trường chứng khoán mà bị xuống thì chắc chắn giá vàng lên, bởi vì dòng tiền rút khỏi chứng khoán sẽ đẩy vào thị trường vàng hoặc là thị trường trú ẩn an toàn. Nhưng mà chứng khoán khởi sắc thì họ sẽ bán vàng ra và đổ tiền vào chứng khoán. Thì đó cũng là một trong những cái mà chúng ta suy luận và phân tích. Giá vàng tăng thì liên quan đến Úc tăng, đúng không? Giá dầu tăng liên quan đến Canada tăng. Giá vàng nó ngược hướng với lại đồng USD, đúng không? Đồng bạc xanh. Đồng bạc xanh tăng thì giá vàng sẽ giảm, và đồng bạc xanh mà giảm thì khiến cho giá vàng tăng. Tuy nhiên là có lúc nó cả hai chiều, do vậy chúng ta phải nhịp nhàng phân tích. Từ đó đưa ra các cái giải pháp để chúng ta chọn lựa các cái sàn, ví dụ như là Hot FXXnet hay là các sàn khác mà chúng ta thấy phù hợp với chúng ta. Tuy nhiên mà David đã hướng đến mọi người đưa ra một số các cái phân tích về robot trade, và robot trade này cùng với TPFX, GFX đưa ra các giải pháp no loss system, thì đối với lại chúng ta có được cái cách để chúng ta vận hành một cái giải pháp mà không thua lỗ. Chúng ta giao dịch và chúng ta ủy thác với các cái gói lợi nhuận tốt nhất và đưa ra cho những cái chuyên gia để họ giao dịch một cách an toàn. Mọi người có thể tham gia GFX cùng với team của David. Đừng ngần ngại Zalo 098 773 2228 để đưa ra các giải pháp tốt nhất đối với các gói lợi nhuận hiệu quả nhất. Thì trên đây là cái bài phân tích
về các cái quy trình về đầu tư cũng như là tìm hiểu về các cái mốc thời gian. Chúng ta có thể đầu tư vào CFD hay là Ethereum hay Bitcoin hay là các cặp tỷ giá cũng như là vàng hoặc là giá dầu tùy từng thời cơ và cơ hội. Đặc biệt nữa là chúng ta cũng có thể xem xét chữ lâu dài về đường sugar, đó là hôm qua chúng ta cũng có cái tỷ lệ lên của sugar, của cà phê, đúng không ạ? Và chúng ta đặc biệt là phải theo dõi các cái yếu tố specialist, copper contract of special, đúng không ạ? Giãn giá, đúng không ạ? Các cái chữ số thập phân đứng sau, đúng không ạ? Đó là POI và PIP đấy, đúng không ạ? Các cái mô hình contract size là 25.000 đô, margin theo đô la, đúng không ạ? Hàng hóa là hàng hóa future, đúng không ạ? Và cái tỷ lệ bid ask và margin, đúng không ạ? Toàn bộ tất cả những thông tin chúng ta phải biết được, các mức swap, rồi swap 3 ngày, đúng không ạ? Và kỳ nghỉ đóng, đúng không ạ? Các cái vấn đề về lợi và các cái thông báo ở trên này, giãn giá hay là không giãn giá, từ đó chúng ta phải hiểu rất là chi tiết các cái kỳ giao dịch, các cái thông số giao dịch. Nếu trong trường hợp mà chúng ta hiểu được thì chắc chắn là chúng ta sẽ giao dịch tốt. Các mã cổ phiếu chúng ta cũng phải hiểu rất là sâu về cái contract size của nó, cũng như là các cái thông tin, đúng không ạ? Các chỉ số của CFD, đó chính là các cái vấn đề về chứng khoán. Các cái swap long là 4 đô, khá là cao nhé. Ví dụ nếu chúng ta ôm một cái cổ phiếu mà nó để sâu này là lập tức là gì ạ? Mỗi ngày, 10 ngày là chúng ta mất 4 đô một ngày, nên là chúng ta phải tính toán được, nếu không là chúng ta rất là nguy hiểm. Vậy thì để đầu tư được, chúng ta buộc phải có những cái chiến lược. Và có một cái bài mà tôi thấy rất là tâm đắc ở trong cà phê F, đúng không ạ? Đối với lại ông Warren Buffett, đúng không ạ? Tỷ phú Warren, đúng không ạ? Thì trong cà phê F đưa ra đế chế 3 bí quyết giúp huyền thoại đầu tư, đúng không ạ? Ông có nói rằng là vượt bão, đúng không ạ? Ông này ông phải chứng kiến chúng ta mới sống nửa đời người đầu thế kỷ 21. Do vậy là gì ạ? Chúng ta sẽ nhìn thấy được là một số các kỳ khủng hoảng. Nhưng ông này ông ấy sống rất là lâu rồi, đúng không ạ? Năm nay ông chín mấy tuổi, gần trăm tuổi rồi. Thì chúng ta chứng kiến rất nhiều các cái cú đâm của thị trường. Chúng ta chứng kiến được các cái cú sụt giảm của Japan Yen, đúng không ạ? Cái đợt sóng thần, chúng ta xem các cái đợt sóng thần của Japan Yen xem nào. Tôi cũng được chứng kiến rất nhiều các cái cú sập lịch sử của Dow Jones, rồi sóng thần, rồi rất nhiều các cái cú khủng khiếp, rồi giá vàng lên 1.900, rất nhiều. Và có những cái cú mà nó giá nó bay khiến cho cả tháng, cả quý. Tôi chứng kiến được những cái mô hình giá của Úc. Úc từ 1 đô bằng 1 Úc bây giờ xuống rất là sâu. Có những cái cú sóng thần nó sập một phát, đúng không ạ? Rồi có những cái cú lịch sử khiến cho giá của đồng bạc Yên Nhật nó xuống khủng khiếp luôn, đúng không ạ? Rồi có những cái cú của Úc mà giá nó sập, dập sập rất thảm. Trước đây Úc thì là 1 đô bằng 1 U, 1 AUD. Nhưng bây giờ thì là thấp khủng khiếp, đúng không ạ? Còn có một nửa thôi, đúng không ạ? Do vậy là gì ạ? Những cái cú swing của thị trường như thế này, cú sập thảm, bây giờ nó mới ngóc lên. Lúc nó chỉ còn 0.4 thôi. Cụ thể vào những cái năm gì ạ? Những năm 2000, đúng không? Ví dụ thế, rất nhiều. Rồi chúng ta xem những cái cú mà bảng Anh với Brexit, đấy là một trong những cái mà chúng ta phải xem xét. Có những cú sập kinh điển khiến cho các tài khoản không chịu được, đúng không? Đây là những cái từ 1.3 xuống còn bằng 1 euro, có một bảng bằng 1 euro là nó khiếp lắm. Thế do vậy chúng ta sẽ có được những cái cú chứng kiến. Vậy thì cái bài này của ông Warren Buffett, ông ấy nói rằng là gì ạ? Đối với các nhà đầu tư, 8 tuần vừa rồi là cái bài thử, đúng không ạ? Do vậy chúng ta xử lý theo các bài thử chúng ta như nào. Ông ta nói rằng với cái mục đích nắm giữ lâu dài, đầu tư thường xuyên và luôn sẵn sàng ứng phó với trường hợp khẩn cấp. Đầu tư thường xuyên, bây giờ phải có vốn, phải có tiền, đúng không ạ? Chúng ta phải làm thế nào để chúng ta có được tài chính để cho đầu tư. Nếu như đầu tư vào chất xám thì phải đọc sách, mất thời gian, đúng không ạ? Đầu tư nhiều thời gian vào. Nếu chúng ta đầu tư vào tài chính thì chúng ta buộc phải có kinh nghiệm và kiến thức, phải đầu tư vào thời gian trước. Nếu mà chúng ta đầu tư vào các cái mã cổ phiếu, chúng ta phải có tiền. Chúng ta đầu tư vào các cái tỷ lệ đòn bẩy thì chúng ta phải hiểu cách để mà phân bổ đòn bẩy.
Có rất nhiều người đầu tư vào Bitcoin nhưng mà người ta đặt cái tỷ lệ đòn bẩy quá cao, 1 trên 100 hay 1 trên 1.000 mà chúng ta không hiểu và vận hành thì rất là khó. Ở các cái sàn FX ấy, nếu mà trong trường hợp chúng ta đầu tư vào Bitcoin, chúng ta chỉ được đòn bẩy 1 trên 10 thôi, có 1 bit chúng ta đánh được 10 bit, nhưng mà chúng ta lạm dụng xử lý quá là chúng ta rất là nguy hiểm. Thứ hai là ở sàn Forex mà đánh FX ấy, là một số sàn không đánh được thứ bảy và chủ nhật, cho nên là chúng ta sẽ phải đánh ở cái mà station thì sẽ phải có một số sàn đánh được Forex vào thứ bảy chủ nhật, đó là các cái mã về crypto, đúng không? Từ đó chúng ta mới biết được cái cách để chúng ta nhân được cái đòn bẩy. Thứ hai nữa là phân tích được các cái quy trình để chúng ta xem. Chúng ta có thể vào xtb.com.vn để đăng ký, để xem xét mua các cái vấn đề về crypto. Nó sẽ chạy cả ngày thứ bảy chủ nhật và chúng ta xem được các cái lô. Chúng ta phải hiểu sâu, và muốn cách hiểu sâu chúng ta phải chat với những cái đội support để chúng ta hiểu được các cái quy trình. Vậy chúng ta phải tìm hiểu thật kỹ và chi tiết để chúng ta có thể đưa ra các cái giải pháp để chúng ta đầu tư. Và giá nó chạy liên tục, chúng ta mới có được cái điều kiện để cắt lỗ chốt lời. Và khi thứ bảy chủ nhật nghỉ, chúng ta phải có được cái hiểu được sàn nào mở cửa để chúng ta có thể giao dịch. Thì đến với lại cái việc đầu tư thì chúng ta có cái cách để chúng ta nhìn nhận. Tuy nhiên, GFX đưa ra các giải pháp để cho chúng ta tìm hiểu và vận hành với các cái gói đầu tư. Gói 1 là gói chuẩn 2-5% tháng, gói 2 0-15% với no loss system, tạo ra các cái robot. Và trong cái VPS của tôi đưa ra rất nhiều các cái giải pháp để họ có thể giao dịch và đưa ra các cái tỷ lệ chốt lời, đúng không ạ? Đưa ra các cái tỷ lệ làm sao mà giao dịch thành công nhất. Thế thì GFX đưa ra cái hedging system no loss, một trong những giải pháp giao dịch không thua lỗ, thì đưa ra các cái tỷ lệ sao cho giúp cho nhà đầu tư giao dịch hiệu quả nhất. Gói thứ năm là giao dịch thông qua robot, lợi nhuận giao dịch phát sinh trên các cái tài khoản chính của khách hàng, thì đây cũng là một trong những cái để chúng ta có được cái tỷ lệ quản lý cho nó an toàn nhất. Tìm hiểu về GFX, chúng ta đừng ngần ngại Zalo 0987732228 và xin được cảm ơn mọi người. Hôm nay David đã tổng quan cho mọi người các cái thông tin về thị trường cũng như là các cái thông tin về đầu tư. Hy vọng rằng chúng ta sẽ chọn cho mình được cái sự phù hợp trong đầu tư của riêng mình và an toàn quản trị vốn của mình. Xin được cảm ơn và hẹn gặp lại.